Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình đối thoại chính sách Tam Nông. Thưa quý vị khán giả, là từ Tết cho tới nay, sầu riêng Việt Nam là một trong những loại trái cây nhập khẩu được tìm kiếm và bán chạy nhất ở Trung Quốc. Cũng chính bởi vậy mà việc tiêu thụ sầu riêng đang rất tốt ở các tỉnh Tây Nam Bộ. Giá thu mua cao, có thời điểm lên tới là 210.000 đồng một kg tại vườn. Người trồng sầu riêng vô cùng phấn khởi. Thậm chí là có không ít thời điểm thương lái phải chi trả không ít tiền cho môi giới ở vườn sầu riêng, nhưng mà người bán hàng thì cũng không đủ để mà thu mua. Tuy nhiên thì những lợi thế trước mắt cũng giống như là con dao hai lưỡi, khiến cho nhiều nông dân đã ồ ạt đốn bỏ các loại cây trồng cũ, đua nhau trồng sầu riêng với hy vọng là thu lợi nhuận lớn, mà không nghĩ đến điệp khúc là được mùa mất giá hay là cung vượt cầu đã lặp đi lặp lại với thị trường nông sản Việt Nam. Và đây cũng là nội dung mà chương trình đối thoại chính sách Tam Nông ngày hôm nay chúng tôi muốn đề cập tới và đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu các vị khách mời ạ. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Đinh Văn Thành, nguyên trưởng bộ môn miễn dịch thực vật, chuyên gia trồng trọt. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay với chúng tôi. Và trước khi chúng ta bước vào phần bàn luận ngày hôm nay thì ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự mà nhóm phóng viên VTC16 đã ghi nhận. Thấy lợi nhuận kinh tế cao, ông Ngoan đã chuyển 7.000 m2 đất lúa sang trồng sầu riêng, dù khu vực này theo quy hoạch là trồng lúa. Theo người dân, sau 5 năm trồng, sầu riêng mới bắt đầu cho trái. Chi phí bình quân cho mỗi công sầu riêng là 20 triệu đồng một năm. Dù mức đầu tư không hề nhỏ, nhưng người dân vẫn đổ xô trồng. Điều đáng nói là người trồng không có bất kỳ hợp đồng bao tiêu hay tham gia chuỗi liên kết sản xuất nào. Lúa bây giờ cái giá cả thì nó bấp bênh, ví dụ được mùa thì nó thất giá, mà thất giá nó được mùa nó gì đó. Rồi thôi mình thấy cái kinh tế sầu riêng nó cũng có, cũng mạnh dạn anh em ở đây. Đúng rồi, nhưng cái ngành nông nghiệp thì cũng không khuyến cáo mình lên trồng sầu riêng. Vì dùng cái này nó trồng không biết hiệu quả hay sao, mấy ông cũng chưa cho. Ông Ngoan không phải là hộ cá biệt tại địa phương, hết mặn mà với cây lúa, cây mít. Trong vòng 3 năm, diện tích sầu riêng tại tỉnh Tiền Giang từ 14.500 ha tăng lên 17.600 ha. Dự kiến cái sản phẩm sầu riêng mà sẽ thu lại của hàng năm á, thì sẽ rất nhiều, có thể là cung sẽ vượt cầu. Thì do đó thì cũng có khả năng là giá cả của sầu riêng sắp tới sẽ không có ổn định hơn thời điểm hiện nay. Tình trạng nông dân ồ ạt trồng sầu riêng cũng phổ biến tại Cần Thơ, Hậu Giang với diện tích hàng nghìn hecta. Như ở Cần Thơ, diện tích cây sầu riêng năm 2015 là 537 hecta. Nay tăng lên 2.487 ha. Diễn biến cũng tương tự, ở khu vực Đông Nam Bộ, sầu riêng cũng được trồng khắp mọi nơi, từ nông dân cho đến doanh nghiệp. Những vườn cao su này tới đây sẽ phải nhường đất cho sầu riêng. Bắt kịp cái xu thế hiện nay, như là cây sầu riêng đã được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, thì công ty cũng định hướng là chuyển đổi khoảng 100 ha sang cây sầu riêng. Những cái vườn tiêu bị chết, những vườn điều và những cái vườn rừng và những vườn cao su đó, là bây giờ là họ không có giá trị cao thì họ đang phá, mà thật sự họ đang ào ạt luôn rồi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn từng có đề án phát triển bền vững cây ăn quả chủ lực đến năm 2030, quy hoạch diện tích sầu riêng cả nước 65.000 đến 75.000 ha. Tuy nhiên đến nay, diện tích đã vượt khoảng 35.000 ha so với định hướng, và chắc chắn trong bối cảnh này, diện tích sầu riêng sẽ tiếp tục được mở rộng tự phát. Câu hỏi đầu tiên ạ, xin được hỏi ông Cường ạ, sau khi mà Trung Quốc cấp mã số cho sầu riêng của Việt Nam xuất khẩu ạ, thì chúng ta thấy rằng là giá sầu riêng cũng rất là khởi sắc trong thời gian vừa qua. Và ông Cường, ông đánh giá như thế nào về tiềm năng của loại trái cây này trong năm 2023, đặc biệt là khi mà chúng ta xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc ạ? Có thể nói là nếu xét về mặt thị trường ngắn hạn, trong năm 2023 và có thể nói năm 2024, thì có thể nói rằng cái thị trường sầu riêng của Việt Nam là sẽ có phát triển khá tốt. Bởi những lý do, thứ nhất là hiện nay thì cái diện tích mà sầu riêng của chúng ta cho thu hoạch chưa phải là quá nhiều, với sản lượng cũng chưa phải là quá lớn. Ví dụ như theo Tổng cục Thống kê thì năm 2021 thì cái tổng diện tích trồng sầu riêng của Việt Nam là khoảng 800.000, nhưng trong đó thì chỉ có trên 44.000 là cho sản phẩm với cái sản lượng là trên 670.000 tấn, ở bao gồm cả thị trường tiêu thụ, cả thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu.
Và ở đây ta cũng phải nói là với sầu riêng thì cái thị trường nội địa cũng có thể nói đây là một cái thị trường nội địa Việt Nam có nhu cầu tiêu thụ sầu riêng rất lớn. Do vậy thì như vậy với lại như cái việc cấp mã số vùng trồng, như đợt 1 thì phía Trung Quốc đã chấp nhận 83 mã số vùng trồng và đóng gói, và đến với khoảng 4.500 hecta. Và sau đấy đợt 2 thì họ đã chấp nhận khoảng 230.000 mã vùng trồng, 230 mã vùng trồng và vùng đóng gói. Nhưng tuy nhiên thì điều đấy có thể nói rằng là cái sản lượng sầu riêng của chúng ta có thể xuất khẩu sang Trung Quốc là cũng chưa phải là lớn so với cái diện tích và sản lượng trồng sầu riêng ở Việt Nam. Do vậy thì trong thời gian tới, song song với cái việc nhu cầu cao của tiêu thụ nội địa và chúng ta tiếp tục làm việc phía Trung Quốc để chúng ta mở rộng, tăng thêm cái mã số vùng trồng, mã số vùng đóng gói với sầu riêng, thì tôi nghĩ rằng ở trong cái thời hạn trước mắt là năm 2023 và 2024 thì thị trường sầu riêng Việt Nam có thể nói là khá sáng sủa. Vâng, xin cảm ơn về những chia sẻ ban đầu của ông. Và thưa chuyên gia Đinh Văn Thành, chúng ta nhớ rằng là cách đây không lâu thì giá mít Thái cũng rất là cao và khiến cho bà con thu lại cũng rất là cao. Có thời điểm 1 hecta cho thu nhập lên tới là vài trăm triệu đồng. Vì vậy là một số địa phương thì cũng có cái tình trạng là đua nhau trồng, nhưng mà khi mà rớt giá thì ngay lập tức thì cũng chặt bỏ ngay. Tiến sĩ Đinh Văn Thành nghĩ sao về câu chuyện này ? Liệu cái câu chuyện mà trồng chặt trồng có lặp đi lặp lại đối với cây sầu riêng hay không ? Vâng. Trước đây ấy, thì cái mít Thái mà chúng ta xuất sang Trung Quốc ấy, thì phần lớn là đi theo con đường tiểu ngạch. Tức là đường tiểu ngạch đối với Trung Quốc thì chúng ta là chưa có một cái tiêu chuẩn mà có thể được thỏa thuận giữa hai bên. Cho nên là phần lớn là đi theo đường tiểu ngạch, thì lúc thì Trung Quốc thích thì nhập, mà có khi có vấn đề gì đấy cái lại là đóng cửa lại, thì lúc ý là chúng ta, tức là thị trường nó rất phụ thuộc vào phía Trung Quốc, mà nó không có cái gì đấy nó ổn định cả. Bây giờ chúng ta xuất sầu riêng là xuất theo cái nghị định giữa hai bên và đã ký kết, và đi theo con đường xuất là xuất theo con đường chính ngạch. Cho nên là bên phía Việt Nam mà sản xuất ra tiêu chuẩn như thế nào thì do bên Trung Quốc quy định, thì lúc ấy sầu riêng của ta mới nhập được sang, mới xuất được sang cái thị trường của Trung Quốc. Tuy nhiên là tôi lưu ý rằng là cái tình trạng hiện nay cái sầu riêng vẫn có khả năng lặp lại cái tình trạng như cây tiêu, như cây cam. Là vì sao? Là vì hiện nay trong cái tổng số diện tích của chúng ta trồng và số diện tích mà được cấp mã vùng trồng thì chỉ mới được khoảng 5 đến 10% thôi. Thế cho nên còn 90% là chúng ta phải tiêu thụ ở một cái thị trường khác hoặc là tiêu thụ nội địa. Thế thì cái tiêu thụ đó rất dễ có tình trạng, nếu mà tăng tiếp diện tích thì có thể là cung vượt cầu, bởi vì chưa xuất sang Trung Quốc được nhiều thì rõ ràng phải tiêu thụ trong nước, thì giá chắc chắn là nó sẽ có một cái thời điểm nào đấy mà chúng ta không giải quyết tốt các cái mặt liên quan khác thì giá nó tụt xuống, mà giá tụt xuống thì lại lặp lại chặt trồng chặt giống như các cái cây trồng khác thôi. Đấy, cho nên là dư địa sầu riêng mà xuất sang Trung Quốc tôi cho rằng là còn rất lớn, bởi vì cái xuất sang Trung Quốc của Thái Lan, của Việt Nam, của Malaysia và các nước khác, Đông Nam Á khác thì mới được đáp ứng được khoảng độ 30% thị trường của Trung Quốc. Còn 70% nữa thì dư địa xuất khẩu còn lớn. Nhưng nếu chúng ta không quản lý tốt, không tuyên truyền cho các cái nông hộ ở dưới địa phương tốt, thì rõ ràng cái chuyện mà trồng chặt trồng nó rất dễ có thể lặp lại cái bài đấy, cái kịch bản đấy. Đấy là cái câu chuyện của mít Thái. Không nói đâu ra, như là chúng ta cũng đã nói rằng là rất là nhiều loại cây ăn quả cũng gặp phải cái tình trạng này. Ngay bây giờ thì tình trạng cam cũng như vậy, cũng ế thừa, cũng kêu giải cứu vì tăng diện tích quá lớn, quá quy hoạch, nhưng mà người ta cũng không ai quan tâm.
Và với sầu riêng cũng vậy, dù được mới được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, nhưng mà những cái thông tin rất là tốt từ cái thị trường này cũng như là cái sức tiêu thụ khiến cho nhiều người nghĩ rằng là đây là nguyên nhân khiến cho việc sầu riêng phát triển nóng trong thời gian vừa qua, đúng không ạ thưa ông Cường? Ta phải nói thế này, cái việc mà sản xuất trồng trọt nói chung, trong đấy có ngành hàng sầu riêng, chúng ta sản xuất hoàn toàn tuân theo quy luật thị trường, đó là vấn đề cung cầu. Còn nếu như cho việc xuất khẩu tiêu thụ trong nước cũng như việc tiêu thụ xuất khẩu thì đương nhiên ở đây tôi nói ví dụ như chúng ta được phép xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc, nhưng rõ ràng để xuất khẩu được chính ngạch vào Trung Quốc chúng ta phải đảm bảo phía bạn chấp nhận về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm. Cái thứ hai là ngoài ra thì chúng ta xuất khẩu vào Trung Quốc thì chúng ta cũng chịu sự cạnh tranh của Thái Lan, Malaysia, Philippines và thậm chí là Lào. Đấy là những cái mà có thể nói là như chúng ta trên thông tin là Nhật Bản và Malaysia đã có những cái ký kết mà sẽ phát triển 1.000 hecta sầu riêng, cũng như là phía các nhà đầu tư Trung Quốc đầu tư sản xuất khoảng 30.000 hecta sầu riêng ở Lào. Và rõ ràng Lào bây giờ cái đường sắt Viên Chăn Cao Mơ, Bangkok Viên Chăn Côn Minh đã hoàn thành rồi, họ cũng cực kỳ có lợi thế. Đấy là cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý, chứ không có nghĩa là chúng ta cứ được xuất khẩu chính ngạch là chúng ta cứ thế vào và chúng ta không phải cạnh tranh. Rõ ràng chúng ta được chính ngạch, nhưng để được chính ngạch chúng ta phải có những cái yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, về mã số vùng trồng, mã số vùng đóng gói, cái đấy cũng như sự cạnh tranh của các đơn vị khác, các quốc gia khác có mặt hàng sầu riêng như chúng ta. Cái thứ hai nữa ấy, thì cũng có thể nói rằng là tuy nhiên thì cái việc mà tiêu thụ sầu riêng, cái nhu cầu tiêu thụ sầu riêng của Trung Quốc, thị trường Trung Quốc là còn khá lớn. Như tôi đã nói đấy, thì khá lớn nhưng không có nghĩa là chúng ta sản xuất được thế nào chúng ta xuất như thế. Mà chúng ta cũng cần phải quan tâm cái thị trường nội địa, bởi vì cái thị trường nội địa cũng chúng ta là 100 triệu dân, cũng như là cái nhu cầu tiêu thụ cũng như thu nhập người dân tăng thì chúng ta cũng rất là phải lưu ý cái chuyện này. Cái nữa tôi muốn nói đây là trong những cái tháng 1, tháng 2 vừa rồi, sầu riêng chúng ta lên 190.000, 200, 210.000 và bây giờ là khoảng 75.000, 80.000. Như ở nó có những cái lý của nó. Thứ nhất là cái giai đoạn trước đây từ đến tháng 3 là giai đoạn giải vụ trái vụ, cái sản lượng sầu riêng rất thấp, rất nhỏ. Do vậy cung không đáp ứng cầu nên họ đắt. Và cái việc giá cao này nó chỉ là tạm thời. Và đến bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10 thì toàn bộ sầu riêng chúng ta vào chính ngạch. Do vậy là cái sản lượng của chúng ta rất lớn. Điều đấy nó sẽ dẫn đến cái giá cả nó sẽ giảm, chứ không kỳ vọng là nó sẽ giữ ở cái mức như bây giờ, chứ đừng nói như là ở cái giai đoạn tháng 1, tháng 2 vừa rồi nữa. Đấy là cái mà chúng ta cũng phải xác định nó rõ. Nhưng tuy nhiên thì ở cái mức độ 70.000 một ký sầu riêng thì người dân vẫn có lại, và người dân vẫn khuyến khích trong cái việc phát triển sầu riêng. Nhưng tuy nhiên ấy, thì cái việc ta phải nói rằng cái gì cũng có hai mặt của nó. Hai mặt của nó là thông tin xuất khẩu sang Trung Quốc, đấy là một thông tin tốt lành đối với ngành sầu riêng. Nhưng chúng ta phải làm gì để chúng ta đáp ứng được? Vâng, xin cảm ơn về những chia sẻ vừa rồi của ông. Thưa quý vị khán giả, dù mới được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc, nhưng mà sầu riêng Việt Nam được kỳ vọng là sẽ trở thành loại trái cây có giá trị xuất khẩu vượt 1 tỷ đô la Mỹ. Năm 2022, chỉ trong vòng 1 tháng sau khi mà được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc, trong tháng 10, xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc đã đạt gần 50 triệu đô la Mỹ, tức là tăng hơn 4.000% so với cùng kỳ của năm trước. Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc nông dân chặt cây cũ để đổ xô trồng sầu riêng là do những tín hiệu khả quan về thị trường từ cuối năm ngoái cho tới nay, nhất là khi mà Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa cấp thêm cho Việt Nam 230 mã số xuất khẩu sầu riêng, gồm 163 mã số vùng trồng và 67 mã số cơ sở đóng gói. Trong số này thì các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng và Tiền Giang được cấp nhiều mã số vùng trồng nhất. Tiền Giang là tỉnh có nhiều nhà đóng gói sầu riêng được cấp mã sang Trung Quốc nhất. Tính thêm đợt phê duyệt trước đó thì cho tới nay, Việt Nam đã có tổng cộng là 246 mã số vùng trồng và 97 mã số cơ sở đóng gói, đáp ứng đầy đủ yêu cầu để xuất khẩu sản phẩm sầu riêng tươi sang thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên thì điều này cũng dẫn đến cái tình trạng là diện tích sầu riêng đã tăng quá nóng vào khoảng 10 năm trở lại đây.
2010, cả nước chỉ có 17.600 hecta sầu riêng với sản lượng 107.600 tấn, thì đến năm 2020, diện tích sầu riêng đã đạt 71.381 hecta, sản lượng 588.025 tấn. Năm 2023, con số này đã lên tới 110.000 hecta, vượt xa quy hoạch năm 2030 35.000 tấn, với sản lượng trên 850.000 tấn. Vậy là chỉ trong 10 năm, nhất là vài năm gần đây, diện tích sầu riêng của cả nước đã tăng thêm 53.780 hecta, tương đương với trên 300%. Điều đáng ngại là hiện nay, diện tích sầu riêng vẫn không ngừng gia tăng, đặc biệt là tại các tỉnh vùng Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long, do sức hấp dẫn từ lợi nhuận của trái cây này quá lớn. Diện tích trồng cây sầu riêng đã thay chỗ đứng cho nhiều diện tích trồng cây ăn trái, thậm chí còn lấn sang cả diện tích đất lúa. Theo chuyên gia nông nghiệp, việc tăng diện tích một cách ồ ạt, thiếu kiểm soát như hiện nay sẽ dẫn đến hậu quả khó lường, cung vượt quá cầu và dư thừa. Điều này cũng dễ để lại nhiều hệ lụy về phá vỡ quy hoạch các vùng trồng, khi hiện nay nhiều nơi bà con đang ồ ạt phá bỏ các cây trồng khác, chuyển sang trồng sầu riêng. Nghiêm trọng hơn là tại các vùng không phù hợp như là vùng nhiễm mặn, nhiễm phèn, vùng không chủ động được tưới tiêu sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng về năng suất và chất lượng sầu riêng của Việt Nam. Thưa chuyên gia Đinh Văn Thành, ở góc độ kỹ thuật thì sao ạ? Từ khi mà chúng ta trồng sầu riêng cho đến khi chúng ta thu hoạch thì mất bao nhiêu lâu, và với cái sự phát triển quá nóng như thế này thì sẽ có những cái hệ lụy như thế nào đối với chất lượng này, đối với năng suất này, kể cả góc độ bảo vệ thực vật ạ? Vâng, cái đối với cây sầu riêng thì nếu mà trồng từ hạt thì chỉ 9 cho đến 10 năm mới có quả cho thu hoạch. Tuy nhiên là cái trồng bằng hạt đấy thì cái chất lượng và năng suất nó rất là kém, bởi vì quả thì bé, thế rồi còn chất lượng cũng không tốt bằng. Khi mà nếu mà chúng ta trồng bằng cây ghép thì chỉ 5 đến 6 năm là chúng ta đã có thu hoạch. Thế cho nên là tuy nhiên là khác nhau, nhưng mà để đầu tư một cái diện tích 1 hecta từ lúc trồng cho đến lúc có thu hoạch là sớm nhất theo cái số liệu kỹ thuật, mà sớm nhất thì cũng phải 5 đến 6 năm. Và mỗi một năm thì 1 hecta ít nhất phải từ là 30 đến 40 triệu một hecta. Đấy, tức là con số 5 năm hoặc là 10 năm nếu trồng hạt thì là cái số vốn không phải ít. Đấy, cho nên là nếu mà tăng cái diện tích nóng thì rất nhiều vấn đề, rất nhiều cái hệ lụy đi theo cái chuyện tăng nóng đó. Cụ thể là nếu mà tăng nóng, ví dụ như ở cái vùng đồng bằng sông Cửu Long, mà nếu mà cái khu vực nào mà bộ không quy hoạch để cho trồng sầu riêng, những cái vùng ấy dễ bị nhiễm mặn hoặc là bị phèn, thì nếu trồng sầu riêng vào những cái khu vực ấy, năng suất sẽ rất thấp và chất lượng chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngoài ra là tôi chưa còn một cái hệ lụy nữa là nhiều khi nếu quản lý không tốt thì có thể là cái diện tích sầu riêng mà tăng nóng có khi còn liên quan cả đến cái chuyện là mất đất để sản xuất lúa, mà nó sẽ liên quan đến vấn đề an ninh lương thực. Ngoài ra thì đối với vấn đề bảo vệ thực vật thì có nhiều vấn đề đi theo, bởi vì cái vùng nào mà cái vùng thấp, vùng phèn, vùng mặn mà anh vẫn trồng sầu riêng, vẫn làm nó không đúng cái quy trình kỹ thuật, thì rõ ràng là các cái bệnh mà rất là dễ xuất hiện đối với cây sầu riêng, ví dụ như là cái xỉ mủ do nấm Phytophthora gây ra, hoặc là cái vàng lá thối rễ do là cái mực nước ngầm nó quá cao, hoặc là bị phèn, thì những cái đó nó đều liên quan đến cái chi phí về bảo vệ thực vật. Và cái đó mà nếu mà làm không tốt, bà con mà không tuân thủ cái quy trình kỹ thuật ngay từ đầu thì rõ ràng cái vấn đề đấy làm bà con rất rất là dễ bị mất vốn. Vâng, thưa ông Cường ạ, chúng tôi cũng được biết là cuối năm 2022 thì diện tích sầu riêng của toàn tỉnh Tiền Giang là đạt là 17.600 ha, tức là vượt kế hoạch trồng vào năm 2025. Và giá tăng cao khiến cho người dân cũng đã chặt bỏ các loại cây ăn quả khác và chuyển sang từ đất lúa chuyển sang trồng sầu riêng chẳng hạn. Và điều này thì gây nên những cái hệ lụy như thế nào về sự ế thừa tồn đọng, đặc biệt là đối với sầu riêng ạ? Do vậy thì ở đây tôi muốn nói rằng cái việc phát triển một ngành hàng cây trồng nào, mỗi người dân, mỗi một địa phương phải trên cơ sở lợi thế của địa phương mình
của cái đất đai nhà mình và cần phải áp dụng đồng bộ các quy trình canh tác có đầu tư xứng đáng cũng như tổ chức lại sản xuất liên kết với nhau. Nhưng nó phải trên cái định hướng chung của tỉnh, tỉnh thì trên cơ sở định hướng chung của bộ, để tránh cái hiện tượng là anh chỉ chú trọng đến anh cái nơi vườn nhà anh, cái sầu riêng nhà anh mà không chú trọng đến những cái sự phát triển chung của cả làng, cả xã, cả huyện, cả tỉnh, cũng như tỉnh chỉ có chú trọng đến cái việc phát triển của tỉnh mình mà không chú trọng đến cái bối cảnh, cái tổng thể chung của một ngành hàng này với cả quốc gia. Mà những cái khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp, những cái định hướng của Bộ Nông nghiệp là dựa trên cái cơ sở phân tích lợi thế, được phân tích trên thông tin thị trường trong nước và nội quốc tế, cũng như những cái yếu tố, những cái cạnh tranh của mình để chúng tôi đưa ra những cái khuyến cáo, những cái định hướng. Còn cái quyết định cuối cùng là người nông dân họ quyết định họ sẽ trồng cái gì trên cái mảnh đất của mình. Và ở đây tôi cũng phải nói là gì, khi họ đã, chúng tôi đã định hướng khuyến cáo rồi nhưng họ vẫn quyết định cho anh việc đấy, thì họ cũng nhận thức được cái trách nhiệm của mình trong cái việc phát triển đó. Nếu như nó xảy ra cái hiện tượng dư thừa ế không tiêu thụ được thì người dân cũng phải xác định rằng cái trách nhiệm của họ trong vấn đề này. Nhiều ý kiến cũng như là nhiều chuyên gia thì cũng cho rằng là trong 2 năm tới thì sản lượng sầu riêng trồng tại Trung Quốc cũng sẽ khá lớn, đồng nghĩa với lại nhu cầu nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc thì cũng sẽ giảm đi. Trong khi đó thì sầu riêng của Việt Nam của chúng ta cũng sẽ vẫn phải cạnh tranh với rất là nhiều những đối thủ khác như là Thái Lan hay Ấn Độ khi họ cũng xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc. Vậy thì ông nghĩ sao về cái thực tế này? Vâng, đối với cái cạnh tranh ở trong cái cơ chế thị trường này thì và là vấn đề chúng ta phải xác định nó là tất yếu, là nếu ở trong cơ chế thị trường thì buộc chúng ta phải chấp nhận cái cạnh tranh với các cái đối thủ khác ở trong khu vực, hoặc là những cái đối thủ mà cùng có cái mặt hàng xuất khẩu vào cùng một thị trường, ví dụ như chúng ta Malaysia, Philippines, Lào, rồi mai kia bây giờ hiện nay là Thái Lan, là cả Ấn Độ nữa, thì tức là cái thị trường mà Trung Quốc ấy thì có rất nhiều cái đối tác có thể xuất hàng vào Trung Quốc. Thế thì cái việc cạnh tranh là đương nhiên. Tuy nhiên là chúng ta xác định là chúng ta về mặt địa lý, vì vị trí địa lý chúng ta gần hơn so với các bạn các nước khác. Tuy nhiên là không phải là cái đấy là một cái ưu thế tuyệt đối, bởi vì hiện nay Trung Quốc đã xây một con đường sắt Thái Lan, Lào, Trung Quốc để mà vận chuyển nông sản từ phía Đông Nam Á, các nước Đông Nam Á để sang, thì rõ ràng cái giá thanh ấy họ đã giảm đi được rất nhiều. Mà nếu chúng ta không lưu ý cái đó thì rõ ràng chúng ta sẽ bị thua. Cái thứ hai nữa là với cái thị trường Trung Quốc thì mặc dù là dư địa còn lớn nhưng mà chúng ta cũng nên giải quyết vấn đề là nghiên cứu để mở ra các cái thị trường khác, ví dụ Nhật Bản, ví dụ châu Âu, ví dụ Mỹ. Đấy, thì lúc đó chúng ta không bị phụ thuộc vào một cái thị trường nào đó, thì lúc ấy chúng ta sẽ là chủ động hơn và không có cái cảnh là bị được mùa thì mất giá. Cần phải tổ chức sản xuất để đáp ứng được những cái nhu cầu mà mình có mục tiêu xuất khẩu vào đấy, thì lúc đấy chúng ta hoàn toàn là, ví dụ như thế này, hiện nay thì cái sản xuất sầu riêng vẫn là vấn đề sản xuất truyền thống. Nhưng nếu mà tiến tới sau này nữa, nâng cao hơn nữa, chúng ta có thể sản xuất hữu cơ, thì nếu đã đạt cái tiêu chuẩn mặt hàng hữu cơ thì chúng ta có thể xuất khẩu bất cứ thị trường nào. Đấy, thì cái đó chúng ta cũng phải tính đến ngay từ ban đầu để một cách bài bản, thì mai kia chúng ta sẽ có nhiều cái khả năng, có nhiều đa dạng hóa được thị trường, hoặc là có thể phải tăng cái chế biến sâu hơn nữa, thì không xuất tươi nhiều hoặc là không xuất tươi tuyệt đối, thì có những cái mặt hàng đa dạng hóa cái sản phẩm của mình, thì lúc ấy chúng ta sẽ dễ xuất khẩu và không phụ thuộc vào một cái một cái loại hàng nào, hoặc không phụ thuộc vào một cái thị trường nào, thì lúc ấy chúng ta hoàn toàn có thể chủ động được. Vâng ạ, xin cảm ơn ông. Thưa ông Cường, ông có muốn bổ sung gì thêm về vấn đề này hay không ạ? Thực ra thì cái việc cái thị trường thì ta cũng phải nói là cái mặt hàng sầu riêng là khá đặc thù. Tôi nghĩ là cái việc mấy cái thứ hai nữa là để mở cửa được một cái loại hoa quả nào đấy và một quốc gia nào đấy
là cần một thời gian khá dài. Như tôi ở đây tôi muốn nói là cái việc mà sầu riêng là một mặt hàng rất đặc thù, mà có lẽ là chỉ các nước châu Á và Trung Quốc họ sẽ có nhu cầu tiêu thụ, chứ còn thì tiêu thụ trực tiếp ấy, tiêu thụ tươi hoặc cấp đông, còn những cái nước ví dụ một số thị trường ví dụ như là châu Âu, ví dụ như Mỹ, thậm chí là Hàn Quốc, Nhật Bản thì cũng còn là một vấn đề chúng ta cũng cần phải cân nhắc là có phù hợp. Bởi vì vấn đề xuất khẩu một mặt hàng là chúng ta căn cứ vào vấn đề thị trường, chúng ta căn cứ vào cái thị hiệu của người tiêu dùng thì chúng ta mới có thể được. Nên tôi nghĩ rằng là, nhưng trước mắt thì trong cái thời gian trong thời gian tương lai ngắn hạn thì tôi nghĩ rằng để đáp ứng được cái thị, để chúng ta làm thế nào để chúng ta đáp ứng được cái thị trường Trung Quốc và chúng ta duy trì phát triển ổn định, cạnh tranh tốt với những cái đối tác cùng xuất khẩu sầu riêng vào Trung Quốc như là Thái, Mã Lai, Philippines hoặc là với những mặt hàng bản thân của Trung Quốc họ đã phát triển thành công, thì tôi nghĩ là vẫn là một cái lợi thế, cũng là một cái mà đem lại những cái hiệu quả cao cho ngành hàng rau quả Việt Nam. Vậy xin cảm ơn về những chia sẻ vừa rồi của hai vị khách mời. Thưa quý vị ạ, theo thông tin mới đây từ Cục Bảo vệ Thực vật và số liệu từ Cục Trồng trọt, tổng diện tích sầu riêng hiện có của cả nước trong năm 2021 đang là hơn 85.000 ha, đang cho thu hoạch với sản lượng là trên 670.000 tấn mỗi năm. Dù thị trường vẫn còn nhiều dư địa cho tăng trưởng sầu riêng xuất khẩu, nhưng mà để tránh lặp lại bài học dư thừa nguồn cung như là rất nhiều loại cây trồng khác trước đây, các địa phương vẫn cần phải tuân thủ chặt chẽ định hướng quy hoạch cũng như là những khuyến cáo về chất lượng sản phẩm sầu riêng. Hiện không có quy định nào cấm họ trồng sầu riêng, trong khi việc cấm trồng thì cũng có thể làm mất đi cơ hội làm giàu của bà con nông dân. Chính vì vậy, bên cạnh việc kiểm soát về số lượng, yếu tố chất lượng cũng rất cần được quan tâm để có thể phát triển được sầu riêng một cách bền vững tại nước ta. Nhiều người nông dân đã thấm thía nỗi khổ khi trồng mít Thái, thanh long, hồ tiêu và cây ăn quả có múi, nhưng phải trồng rồi chặt do vỡ quy hoạch khiến cung vượt cầu, không có đầu ra. Vì thế, diện tích trồng sầu riêng đang tăng nhanh khiến cơ quan quản lý không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, phân tích diễn biến thị trường cũng như những dự báo xu hướng thị trường thời gian tới, chuyên gia thương mại lại cho rằng cái cần kiểm soát là vấn đề chất lượng và giá thành sản phẩm, chứ không phải là diện tích. Thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất là Trung Quốc, và một trong số điều kiện để được xuất khẩu sầu riêng đi Trung Quốc là cần được cấp mã số vùng trồng, nhưng hiện mới có khoảng 20.000 ha được cấp mã. Muốn xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc thì chúng ta phải đáp ứng được cái quy định về quản lý mã vùng trồng cũng như mã cơ sở đóng gói đối với thị trường Trung Quốc. Trước cái tình trạng như vậy thì tôi cho rằng là hơn ai hết là doanh nghiệp chúng ta phải tập trung vào cái việc là nâng cao chất lượng và giá trị của sản phẩm của trái sầu riêng. Thực tế, không chỉ với sầu riêng mà tất cả các cây trồng khác rất khó khống chế diện tích theo quy hoạch, bởi cơ quan quản lý chỉ có vai trò định hướng, dự báo, chứ không thể cấm người dân trồng hay không được trồng cây gì. Vai trò nhà nước ấy, cũng không thể nói rằng là tôi cấm người dân không được trồng trong khi pháp luật cho phép. Ví dụ như đất của tôi là đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây ăn trái thì cũng không thể cấm tôi được. Thế nhưng ngược lại nữa là nếu như nhà, về phía nhà nước có góc độ điều tra nghiên cứu và cảnh báo là ví dụ cụ thể luôn là ở cái huyện này, ở cái khu vực này chất đất như thế này, cái xã này trồng cây sầu riêng thì nó sẽ bị chi phí đắt và giá thành như này, nó không phù hợp như này. Đấy là cái điều và quan trọng nhất vai trò của nhà nước. Công tác thị trường và vấn đề phân tích về chi phí giá thành và cảnh báo cái sự phù hợp cho người dân để cho người dân có sự lựa chọn tốt hơn. Trước đó vào tháng 7 năm 2022, ngay khi ký nghị định thư xuất khẩu sầu riêng chính ngạch đi Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã có chỉ thị về phát triển bền vững cây ăn quả, trong đó cũng định hướng người dân cần chú trọng và nâng cao chất lượng thay vì tập trung vào sản lượng. Thưa ông Cường ạ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có những cái đề án phát triển bền vững cây ăn quả. Vậy thì các địa phương cần phải căn cứ vào đó để có thể có kế hoạch phát triển diện tích làm sao cho phù hợp, đúng không ạ thưa ông? Tôi cũng phải nói rõ trước đây thì chúng ta khi cái luật quy hoạch cũ còn hiệu lực ấy, thì với những cái ngành hàng chủ lực chúng ta có xây dựng cái quy hoạch. Và dựa trên quy hoạch đấy thì chúng ta có những cái chỉ đạo, những cái định hướng phát triển theo cái quy hoạch đó. Như sau khi năm 2019 thì cái luật quy hoạch cũ mới có hiệu lực thì có thể nói là đối với những cái ngành hàng trong lĩnh vực trồng trọt sẽ không có quy hoạch nữa.
Và những cái ngành hàng ví dụ như thanh long, ví dụ như hồ tiêu đã có quy hoạch ở giai đoạn trước đều phải bãi bỏ. Do vậy chúng ta làm gì, cơ quan quản lý nhà nước, Bộ Nông nghiệp ở đây là cục trồng trọt, chúng ta làm gì để định hướng, để chỉ đạo phát triển một ngành hàng ở phạm vi quốc gia? Thì chính vì cái nhu cầu về định hướng phát triển này, chỉ đạo sản xuất này của một ngành hàng với quốc gia trong cái điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay, biến đổi cạnh tranh gay gắt về thị trường như hiện nay, về vấn đề thay đổi về nhu cầu tiêu thụ như hiện nay, thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng các đề án. Ở đây về cây ăn quả thì Bộ Nông nghiệp đã ban hành cái đề án 4085 năm 2022 về việc đề án phát triển bền vững các loại cây ăn quả chủ lực năm 2025 và 2030. Cái việc xây dựng cái đề án đây tôi muốn nói nó là một, chỉ là một cái định hướng. Dựa trên cái định hướng này, dựa trên những cái lợi thế, phân tích lợi thế về đất đai, nguồn nước, thời tiết khí hậu, nguồn lực lao động, lợi thế với các loại cây trồng khác, lợi thế cũng như vấn đề về cái thị trường, phân tích vấn đề yếu tố thị trường trong nước, thị trường quốc tế với cùng mặt hàng và bản thân cái mặt hàng đó tại một quốc gia họ nhập vào, cũng như cái xu hướng và thị hiếu tiêu dùng, xu thế phát triển của ngành hàng, thì chúng tôi xây dựng một cái đề án. Trên cái đề án đấy, để cái đề án này là ở trên phạm vi quốc gia. Do vậy ở đây nói là như tôi đã nói ở phần trước ấy, do vậy cái việc phát triển của một hộ nông dân phải phụ thuộc, nó phải theo cái định hướng chung của một vùng, của một xã, của một huyện thì nó phải theo cái định hướng chung của tỉnh, và tỉnh thì nó phải theo cái định hướng chung của toàn quốc gia, chứ không tỉnh cũng như người nông dân không thể có cái kiểu mạnh ai thì đây nào. Đấy là một cái mà yêu cầu chúng ta cần phải thực hiện cái đề án đấy. Khi có cái đề án đấy rồi thì thứ nhất là chúng ta thực hiện cái việc chúng ta song song cái đề án đấy, thì chúng ta bây giờ chúng ta đang các địa phương đang gọi là phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, thì tôi nghĩ rằng với những cái điều kiện lợi thế của mình thì bản thân các địa phương phải tích hợp các vùng lợi thế phát triển nông nghiệp, ví dụ phát triển lợi thế trong việc phát triển lúa, lợi thế phát triển cây ăn quả, lợi thế phát triển sầu riêng ở những tích hợp vào trong cái quy hoạch của tỉnh, ở chung của tỉnh. Và khi đã tích hợp vào rồi thì chúng ta phải có những cái chính sách để hỗ trợ, để đầu tư vào cơ sở hạ tầng như thế nào, có những cái chính sách hỗ trợ người dân phát triển như thế nào, hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào chế biến liên kết như thế nào, tổ chức lại sản xuất như thế nào, để làm sao chúng ta có thể phát triển được cái đề án đấy, chứ cái lợi thế phát huy một ngành hàng, cái lợi thế của ngành hàng mình ở trên cái phạm vi cả nước ở đây là sầu riêng một cách hiệu quả nhất. Xin cảm ơn ông ạ. Và để phát triển sầu riêng một cách bền vững, hiệu quả cũng như là phù hợp với định hướng phát triển chung của ngành thì các địa phương cần phải tập trung tuyên truyền phổ biến nhằm là từng bước thay đổi thói quen sản xuất theo phong trào, theo số đông ra sao ạ, thưa tiến sĩ Đinh Văn Thạnh? Tôi cho rằng là cái vai trò ở địa phương, các địa phương là rất quan trọng, bởi vì không ai hiểu cái vùng đất của địa phương ấy bằng người của địa phương đó. Cho nên là với các cái cơ quan quản lý ở địa phương, ngành dọc mà ở địa phương, ví dụ như Sở Nông nghiệp, ví dụ như là cái phòng trồng trọt của tỉnh, thì họ phải cố gắng là làm sao có được những cái số liệu cơ bản nhất để quy hoạch trong cái vùng phạm vi tỉnh đó theo cái định hướng quy hoạch của bộ, là cái vùng nào ở trong tỉnh không nên phát triển cây sầu riêng, ví dụ như phèn, mặn, hoặc là những cái vùng mà không có đê bao, hoặc là những cái vùng mà cần phải tưới nước trong cái mùa khô mà cái vùng đấy chưa có cái cống ngăn mặn được, ví dụ thế, thì những cái vùng ấy không nên phát triển cây sầu riêng. Và bà con phải nhận thức rằng là bây giờ mình bỏ ra có khi rất rất nhiều tiền như thế mà không đem lại hiệu quả thì rõ ràng cái người gánh chịu đầu tiên phải là các nông hộ. Thế thì cái việc tuyên truyền để cho bà con có thể bỏ được cái thói quen là làm theo tâm lý đám đông và làm không có bài bản, không có quy hoạch ngay từ ban đầu, không có nghiên cứu thị trường mà cứ mạnh ai nấy làm, thì cái đấy là cái rất rất nguy hiểm mà cần phải xóa bỏ đi. Nhưng cái vai trò một mặt là trên trung ương thì các cái phương tiện thông tin đại chúng thì vẫn phải có những cái
tuyên truyền ở trên cái thông tin đại chúng. Nhưng mà cái vai trò, tôi cho rằng cái vai trò rất quan trọng là các cái địa phương mình phải chủ động là quy hoạch cái phần cái diện tích phát triển sầu riêng của tỉnh, riêng của tỉnh, mà đặc biệt là các cái tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long thì, và các cái tỉnh Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ, ba cái vùng đó là ba cái vùng mà cái cây sầu riêng có thể phát triển và cho cái năng suất cũng như là chất lượng tốt. Thì cả ba cái vùng đó chúng ta đều phải, các địa phương đều phải tuyên truyền là vùng nào ở trong tỉnh thì không nên phát triển sầu riêng, vùng nào nên phát triển, và phát triển thì cũng phải là theo một cái quy trình kỹ thuật và làm thì phải đáp ứng ngay. Thế và cái quan trọng nữa là nhiều nước họ, tại sao họ không có cái chuyện là phát triển nóng, là vì có thể là có một vài nước thì họ quy định là có vào cái hiệp hội ngành hàng này thì ông mới được trồng cái cây này, và đã vào như vậy là họ quản lý rất là chặt, không cho phát triển tự do hoặc là tự phát các cái diện tích nóng được. Cho nên là mình cũng nên có những cái học tập, ví dụ như là các cái vùng trồng sầu riêng bây giờ phải tăng cường thiết lập các cái hợp, thành lập các cái hợp tác xã kiểu mới theo cái chủ trương của Bộ, là để làm gì, để giúp nhau về mặt kỹ thuật, giúp nhau về mặt vốn liếng và giúp nhau về mặt là tiêu thụ sản phẩm. Thì cái đó cũng là một cái biện pháp tốt, và thông qua những cái hình thức hợp tác xã kiểu mới đó thì chính là cái phương thức để tuyên truyền cho bà con nên phát triển như thế nào và làm ra làm sao, quy trình cụ thể ngay từ ban đầu để khi anh trồng xuống là không bị các cái vấn đề khác nó nảy sinh, phát sinh. Ví dụ như là ngay từ ban đầu thì anh khử đất ra làm sao, anh lên luống, anh khử và anh bón lót, tất cả những cái vấn đề cụ thể của cái quy trình kỹ thuật đó cần phải được hoàn thiện, để thông qua cái hình thức đó chúng ta mới có thể là hướng cho cái người nông dân một cái quy trình đầy đủ và tốt cho cái việc phát triển cũng như là trồng sầu riêng. Thì lúc đấy chúng ta mới có cơ là làm được theo đúng cái yêu cầu đặt ra ban đầu về định hướng để sản xuất sầu riêng, rất là quan trọng. Vâng ạ, việc phát triển cây trồng nói chung và sầu riêng nói riêng ạ, cần theo định hướng của thị trường này, định hướng của các cơ quan quản lý. Thưa ông Cường ạ, ông nghĩ sao về nhận định này, và để làm được điều này thì chúng ta cũng cần phải xây dựng từ đâu, từ những cái bước như thế nào, thưa ông Cường? Cái thứ nhất ý, thì như tôi đã nói phần đầu ý, là cái sản xuất nông nghiệp, sản xuất trồng trọt, sản xuất nông nghiệp nói chung, và bản thân thì kinh tế Việt Nam cũng phát triển theo quy luật thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, và đặc biệt cái sản xuất nông nghiệp là có thể nói là chúng ta hoàn toàn mở theo thị trường. Và đương nhiên theo thị trường thì vấn đề là quy luật cung cầu, rồi thì thị hướng phân tích đánh giá thị hiếu tiêu thụ cho của người dân, thì rõ ràng chúng ta phải tuân theo cái cung cầu. Ở đây thì tôi muốn nói rằng là cái việc cung cầu ở đây ta phải nói việc cung, là chúng ta phải nói là vấn đề cung của chúng ta, vấn đề cung cũng mặt hàng đấy, nguồn cung của chúng ta cũng như nguồn cung của các quốc gia. Các quốc gia họ cũng sản xuất mặt hàng đấy như thế nào. Và thứ hai là cái nguồn cầu, thì thị trường nội địa của chúng ta nhu cầu thế nào. Thứ hai là những thị trường nào có nhu cầu nhập khẩu của chúng ta, và thị trường nhập khẩu của chúng ta thì có những cái thị trường nào họ sẽ xuất sang, cạnh tranh như thế nào, lợi thế nào. Cái thứ ba là bản thân nước đó họ có sản xuất được mặt hàng đó hay không. Thì đấy là vấn đề. Tôi không phải là nhà kinh tế, tôi là về kỹ thuật, nhưng tôi cứ nôm na tôi hiểu nó là như vậy. Thì dựa trên những cái định hướng chung như thế, song song kết hợp với cái lợi thế của chúng ta, lợi thế về đất đai, lợi thế về thời tiết khí hậu, lợi thế về những cái điều kiện con người, nguồn lao động, sản xuất, tất cả, thì chúng ta mới xây dựng được một cái định hướng phát triển, định hướng phát triển một cái ngành hàng nào đấy cụ thể. Ví dụ như ngành hàng sầu riêng thì dựa trên những cái phân tích như thế, những cái nhu cầu thị trường như vậy, thì với cái nhìn tổng thể của, với bình diện là quốc gia, toàn thể đất nước, thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ xây dựng cái đề án
để trên cơ sở các đề án đó thì các địa phương của chúng ta sẽ thực hiện căn cứ vào cái đề án đó với những cái điều kiện cụ thể về lợi thế, về đất đai, về tự nhiên, về tài nguyên, vấn đề con người, vấn đề tổ chức sản xuất, tất cả thì chúng ta mới hình thành một cái nền, một cái ngành hàng. Một cái ngành hàng thì đấy là cái gọi là vấn đề định hướng thị trường và định hướng cơ quan chuyên môn. Cái định hướng của cơ quan chuyên môn ở đây là gì? Chúng tôi định hướng khuyến cáo là dựa trên những cái thông tin về vấn đề thị trường, thông tin ở những điều kiện lợi thế về đất đai, để chúng tôi có khuyến cáo là quy mô, phạm vi phát triển một ngành hàng như thế nào, cần theo hướng tổ chức quy mô từ chế biến thế nào, rồi xuất khẩu, rồi mà dưới hình thức xuất khẩu có thể là tươi, có thể là thông qua chế biến như thế nào, thì đấy là cái định hướng. Nhưng tuy nhiên ở đây tôi cũng phải nói là nó có một cái cực kỳ khó khăn, là để phân tích được những cái thông tin, tìm hiểu được những cái thông tin ở trong nước thì chúng ta có thể, đất đai, nguồn lực, con người thì chúng ta hoàn toàn có thể điều tra, phân tích, đánh giá, nhưng tất nhiên phải mất công, phải có đầu tư, là hoàn toàn chúng ta có thể đánh giá được, không quá khó. Như rõ ràng vấn đề phân tích về vấn đề thị trường, cái những thông tin rất thấu đáo về định hướng phát triển của một ngành hàng, ở đây tôi nói ví dụ như sầu riêng của Thái Lan như thế nào, Mã Lai thế nào, Philippines thế nào, là chúng ta cần có những cái thông tin tìm hiểu rất kỹ, rất rõ, ngắn hạn, dài hạn, lợi thế của họ. Hoặc ở phía thị trường Trung Quốc thì cái thị hiếu của tiêu dùng của người dân ra sao, tiêu thụ theo mùa vụ ra thế nào, và bản thân cái định hướng phát triển cây sầu riêng của Trung Quốc như thế nào, trong tương lai thế nào, trong 5-7 năm tới, trong 10 năm tới nào, thì chúng ta mới có một cái định hướng một cách chắc chắn. Như rõ ràng, như tôi nói, những cái vấn đề tìm kiếm thông tin về ở thị trường các đối thủ cạnh tranh của chúng ta cũng như thị trường mà họ tiêu thụ như Trung Quốc là cả một vấn đề cực kỳ khó, cần phải có một hệ thống, có sự đầu tư và có những chuyên gia phân tích rất là thấu đáo, rất là toàn diện, thì chúng ta mới có một cái định hướng chung. Nhưng tuy nhiên đây nó chỉ là cố định, nhưng còn vấn đề thị trường nó cũng thường xuyên thay đổi, thị hiếu thường xuyên thay đổi, phải có những cái hệ thống cung cấp thông tin thường xuyên để có. Thì rõ ràng với những cái tôi thấy rằng rõ ràng cái vấn đề phân tích thị trường, cái đối thủ cạnh tranh của chúng ta, rồi thị trường nội địa, thị hiếu nội địa của chúng ta đối với chúng ta cũng còn khá nhiều hạn chế và chưa được đầu tư, nó dẫn đến là những cái định hướng về mặt thị trường của chúng ta cũng có thể nói là cũng chưa phải lúc nào cũng sát với cái định hướng, cái xu thế phát triển của nhu cầu thị trường của các nước. Vâng, xin cảm ơn về những chia sẻ vừa rồi của ông. Thưa quý vị ạ, báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy rằng là hiện nay phần lớn sản lượng sầu riêng của Việt Nam đã xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, nhập khẩu sầu riêng tươi của Trung Quốc tăng trung bình là 26% mỗi năm trong thập kỷ qua. Trong đó, Thái Lan đang thống trị thị trường tỷ dân này với 784.000 tấn trong năm 2022. Theo sau đó là Malaysia, Philippines, Lào cũng đang đẩy mạnh trồng sầu riêng. Còn tại Việt Nam thì theo ước tính của Bộ Công Thương, dự kiến mỗi năm có ít nhất là 68.000 tấn sầu riêng made in Việt Nam được bày bán tại các cửa hàng chuỗi siêu thị của Trung Quốc. Tuy nhiên thì theo thông tin mới đây từ phía Trung Quốc, nước này đang xây dựng vùng trồng sầu riêng và đã cho thu hoạch. Trong đó thì riêng tỉnh Hải Nam có hơn 2.000 ha trồng sầu riêng, dự kiến là sẽ đạt sản lượng từ 45 cho tới 75.000 tấn từ năm 2024. Và theo báo cáo của Hải Nam Satellite TV là Hải Nam Sa The Light TV thì con số này có nhiều hơn lượng sầu riêng Việt Nam xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc năm 2022 là 41.000 tấn. Theo số liệu hải quan, chính vì vậy điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam khi mà Trung Quốc hiện vẫn là thị trường đứng đầu nhập khẩu loại trái cây này của nước ta. Việc xây dựng các kịch bản chủ động vùng trồng để tránh ồ ạt trồng và tìm kiếm thị trường mới là vấn đề được đặt ra trong tương lai. Và đến đây thì chương trình đối thoại chính sách Tâm Nông tuần này của chúng tôi cũng xin được khép lại. Xin được một lần nữa cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.